Cho các bạn, hôm nay review cho các bạn xem về cái dòng nó sản phẩm kính âm Royal M139. Đây là mẫu đen nhám. Kính âm hiện tại thì có hai loại, kính tráng gương, một loại là kính khói. Như đem là một cái mẫu nó có cái kính khói. Sẽ sẵn có cái siêu đây. Đây. Sẽ review về bên trong đây, lót ở trong này, lót bằng da, chất liệu là bằng da nên nó khá tốt so với mấy cái mẫu nón trên thị trường, và ngay cả những dòng nón của da trước đây như F20 cũng là không, miếng lót không tốt bằng miếng lót mà tại phía trong lót thì sẽ có tem của Royal. Cái này là cho dòng độ 59 đến 60 và cho size dòng size L, nó chỉ có hai size thôi, L và M. Những bạn nữ thì nên đổi size M với những dòng đầu từ 55, 56 trở xuống nên đổi mẫu M, còn từ 57 trở lên rồi. Đặc biệt của cái mẫu nón này là cái kính nó âm, kính âm hẳn vào trong. Đây, mình kéo xuống rất là sâu, che thẳng cái mặt tới dưới, rồi khi kéo lên rồi nó rồi gọn. Thứ hai là mẫu nón này có thể gỡ được tất cả các lớp đó này thì dọc. Nó được thiết kế từ những cái nút gắn vào trên này, đây có những cái nút gỡ hai cái tay, đây là gỡ cái bóp ở trong, mình thấy gỡ ra đem đi giặt dễ dàng, rất là đơn giản, nó nút sẽ cài lại, giặt xong mình cài với cái nút lại. Gỡ ra được, lắp lại. Đây là mẫu hình City Race, tem chiếc xe này các bạn. Rồi các bạn là thích bình thường thì chọn cái mẫu này. Đây là mẫu đèn nhám phía trong. Đây là mẫu cởi, thích cà phê gây sơ màu vàng đã khá chạy. Hiện tại thì giá chính hãng của cái này đối với những cái mẫu có tem này là 650.000, còn đối với những cái mẫu mà trơn, đen trơn một màu hoặc trắng trơn một màu thì là 600.000. Nhưng mà đặc biệt với shop mình thì mình sẽ có những cái ưu đãi giảm giá khá hấp dẫn, có thể là giảm tới tận gần cả 100.000 mỗi nón, nên là các bạn có thể thoải mái mà lựa. Đây, cho phía trong bạn nhìn kỹ nón chính hãng, nó sẽ có mai những cái tem phía trong này, và trên nón là có Đây là màu đỏ. Đây. Phía trong. Để các bạn xem. Mẫu này là mẫu đầu lâu, khá ngon. Này là tem nước, tem nổi. Nhưng mà gờ đây á, thì nó không có gì, nhưng mà cái hình đầu lâu này nó sẽ nổi lên. Mình rất là sợ. Lâu lâu. Đây là một cái mẫu màu mà được rất là nhiều bạn yêu chuộng. Mấy bạn là thích màu trong trắng. Đây là mẫu màu trắng, nhưng mà đặc biệt cái màu trắng này là trắng bóng. Nó có nhiều cái nó bóng, còn đây là những mẫu kia là nó nhám. Trắng thì sẽ bóng. Đây là chuẩn beauty, thì cái thương hiệu này, cái sản phẩm cái này đưa ra này thì nó có thêm cái chuẩn beauty này. Trắng bóng. Đây là phía trong. Để tháo ra dễ dàng. Phía dưới đây là cái túi này mình sẽ tặng kèm. Nó sẽ có 3 màu, màu hồng, màu đỏ và màu đen. Mình sẽ tặng kèm theo nó. Nó sẽ được đóng vào cái túi. Và rồi khá đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem.